Cỏ Guinea có nguồn gốc ở châu Phi và phân bố rộng rãi ở các nước nhiệt đới, cận nhiệt đới. Đây là loại cỏ lâu năm, chỉ sinh nhánh và tạo thành bụi, có khả năng chịu được hạn tốt và cho năng suất cao. Giống cỏ này không kén đất, bà con có thể trồng được ở khắp các vùng trên cả nước, kể cả đất cằn, nghèo dinh dưỡng. Tuy nhiên cần chú ý tránh vùng đất mưa nhiều hay bị ngập úng. Cỏ Guinea thì ưa cái đất giàu dinh dưỡng hơn, trên đất là thoát nước tốt. Nếu mà giống cỏ này ngập nước trong vòng 15 đến 1 tháng trở lên là cỏ sẽ chết. Chúng ta sẽ phải lưu ý là lên những cái trận mưa to thì chúng ta sẽ lên làm rãnh thoát nước cho cỏ. Thời vụ gieo trồng tốt nhất là vào 2 tháng đầu mùa mưa, tức là khoảng tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Bởi thời điểm này, mưa nhỏ, các cây trồng mới sẽ có điều kiện tốt nhất để sinh trưởng phát triển. Trước khi trồng cỏ Guinea, bà con chỉ cần cày và bừa đảo đất 2 lần, sau đó làm sạch cỏ dại, rồi tiến hành rạch hàng sâu từ 15 đến 20cm theo hướng đông tây, đảm bảo hàng cách hàng 35 đến 40cm. Khi trồng là chúng ta rạch theo hướng đông tây để sao cho là cái cây sẽ được hướng theo ánh sáng để sao cho nó sinh trưởng phát triển tốt nhất. Và thứ hai nữa là cày sâu 15 đến 20cm để chúng ta có khi mà cái thân giống của chúng ta là có cái độ dài từ 35 đến 40cm thì chúng ta sẽ lấp 1/2 chiều dài của cái thân khóm, thì chúng ta phải cày sâu như vậy thì chúng ta mới có đất để lấp. Theo kỹ sư Nguyễn Thị Lan, đối với giống cỏ Guinea, bà con có thể trồng bằng hạt hoặc trồng bằng khóm. Thông thường nếu trồng bằng thân khóm thì thời gian thu hoạch sẽ nhanh hơn từ 15 đến 20 ngày so với trồng bằng hạt. Tuy nhiên, mỗi một cách trồng đều có ưu và nhược điểm riêng. Trồng bằng hạt thì về cái dòng thì chúng ta sẽ không phải đánh giống. Giảm được cái số công trồng so với dòng bằng thân khóm. Dòng bằng hạt thì có một cái ưu thế nữa là cái cây nó sẽ bền hơn so với dòng bằng thân khóm. Tuy nhiên thì dòng bằng hạt thì chúng ta cũng lưu ý là làm đất phải kỹ hơn so với trồng bằng thân khóm. Giai đoạn đầu tiên là cây mới nảy mầm thì nó rất là nhỏ. Chúng ta sẽ làm đất kỹ để tránh cái cỏ dại nó sẽ lấn át được cái hạt cỏ chúng ta mới nảy mầm, thì là chúng ta lên phải vệ sinh cỏ dại thường xuyên hơn.